Hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng tranh cãi với người không cùng tầng thứ. Tổng thống nhiệm kỳ thứ 16 của Hoa Kỳ là Lincoln đã từng nói: tranh cãi với chó, bị nó cắn cho một cái, chi bằng để nó đi trước. Nếu không thì cho dù có mổ thịt nó cũng không chữa khỏi vết sẹo chó cắn. Trong cuộc sống, khi bạn không được người ta lý giải, chịu bất công thì chớ vội tranh thắng thua, bởi vì không phải ai cũng cùng tầng thứ với bạn. Tranh cãi cuối cùng chỉ khiến bạn bị tổn thương. Thế giới mà mỗi người nhìn thấy là khác nhau. Xưa kia có một người hót phân, một người bổ củi và một người ăn xin gặp nhau. Ba người ngồi tán gẫu. Người ăn xin nói: nếu là hoàng đế thì các anh sẽ làm gì? Người hót phân nói: nếu tôi làm hoàng đế, phân ở phố này đều quy về tôi. Ai mà đến hót thì tôi sẽ sai quan quân đến bắt ngay. Người bổ củi nói: nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ đánh một cái búa bằng vàng để bổ củi. Cuối cùng người ăn xin nói: nếu tôi làm hoàng đế, tôi sẽ không làm gì cả, ngày ngày ngồi bên bếp lửa ăn khoai lang nướng. Điều này nói rằng mỗi người đều rất khó đột phá hạn chế kinh nghiệm và tri thức cá nhân. Giống như bạn thấy một hòn đá quý, khi bạn kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, thì người khác đang suy nghĩ nó có thể bán được bao nhiêu tiền. Những người trình độ nhận thức không cùng nhau thì rất khó nói chuyện. Tranh chấp với người không cùng tầng thứ chính là tiêu hao vô ích. Khi còn nhỏ, ta thường được nghe câu này: không tranh bánh mì mà tranh khẩu khí. Xem ra con người ta chính là tranh nhau cái khẩu khí. Nhưng tranh cãi với người không cùng tầng thứ chỉ làm tụt đẳng cấp của bạn xuống. Dale Carnegie, nhà văn, chuyên gia đào tạo kỹ năng giao tiếp của Mỹ nói: phương thức duy nhất giành thắng lợi trong cuộc tranh luận chính là tránh tranh luận. Tranh cãi với người không cùng tầng thứ là tự tiêu hao bản thân, hoàn toàn vô nghĩa. Nhóm khác nhau thì không cần phải cố hòa hợp. Con người phân chia theo quần thể, con vật tụ tập theo loài. Giữa người với người có thể cùng với nhau là vì thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan nhất trí, có tiếng nói chung. Giao tiếp với người không cùng tầng thứ thì mất công sức vô ích trong thời gian dài. Bạn nói không phải là họ không nghe rõ, mà là nghe không hiểu. Bởi vì mỗi người có quan niệm nhân sinh, quan niệm giá trị khác nhau. Đối với cùng một việc thì tiêu chuẩn đánh giá lại khác nhau. Nhiều khi chúng ta hy vọng thông qua quan điểm của mình để chèn ép đối phương, dùng giá trị quan của mình để sửa đổi người khác, nhưng chúng ta đã quên mất một điểm quan trọng. Đó là người không cùng tầng thứ thì cùng một sự việc luôn có nhận thức khác nhau. Đối phương sẽ không phải vì những gì bạn nói mà thay đổi tư duy của họ. Rất nhiều lúc là ai nói người ấy nghe, mâu thuẫn và bất công là khó tránh khỏi. Đối với người như thế, không cần cố ý hòa nhập, cũng không cần thay đổi đối phương. Sự khác biệt về nhận thức khiến không thể dựa vào lời nói là có thể san bằng được. Bởi vì côn trùng mùa hè thì sao có thể nói chuyện bằng tuyết mùa đông? Ếch ngồi đáy giếng thì sao có thể nói chuyện biển cả? Có những lời nói chỉ có thể nói cho người hiểu được nghe thì mới có ý nghĩa.